sau sinh hầu như các chị em đều bị nhão, chảy xệ và ngực, thế là lép dần, đặc biệt là những chị em mà càng nhiều tuổi thì chúng ta thấy là các vùng cái vòng một nó càng bị kém săn chắc, rồi là nó bị xuống rất là kinh khủng luôn. Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi các bạn cái sản phẩm kẹo sâm tú nữ nha mọi người. Và đây là cái sản phẩm mẫu mới của sản phẩm kẹo mầm lúa mạch Gold, một trong sản phẩm mà các bạn thấy là quá là hot trên cái thị trường hiện nay rồi đúng không? Số điện thoại của mình là Nguyễn Loan 0985 38298. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp là inbox Zalo, Facebook cho mình nhá. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng đã biết rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm kẹo mầm sâm tú nữ. Đây là kẹo mầm tăng vòng 1. Đó, và có những bạn hỏi mình là năm nay là 12, 13 tuổi hay là năm nay chị 50, 60 thì có sử dụng được cái sản phẩm kẹo mầm không? Thì mình cam đoan với các bạn là các bạn đều có thể sử dụng được nhá. Các chị em, các bạn nhỏ đều có thể sử dụng được, bởi vì sao? Thứ nhất là chiết xuất sản phẩm này chiết xuất từ 100% là thiên nhiên luôn, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cái vấn đề về cơ thể. Đấy, nếu mà các bạn đang muốn lựa chọn một cái sản phẩm tăng vòng 1 an toàn hiệu quả thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái sản phẩm kẹo mầm sâm tú nữ, vừa an toàn hiệu quả, giá thành cũng rất là thấp thôi, không hề cao một chút nào cả. Nếu mà so với rất là nhiều loại trên thị trường thì mình thấy là đây là một trong các loại giá thành cực kỳ là rẻ nha mọi người. Cái thành phần của nó là sâm tú nữ, mầm đậu nành, mầm lúa mạch, yến mạch Úc, cao trinh nữ, đương quy, mật mía, collagen type 1, vitamin E, cam nhân sâm. Trong này thì nó có thành phần là mầm đậu nành. Rất là nhiều chị em hỏi là chị đang bị u nang, u xơ hay là các vấn đề về tử cung chẳng hạn, thì các chị em có sử dụng được cái sản phẩm này hay không? Thì mình cam đoan với các bạn là các bạn sử dụng được. Đấy, thứ nhất là nó không ảnh hưởng gì cả. Và cái thứ hai nữa là nó có thành phần đó là cao trinh nữ. Cao trinh nữ nó giúp cho các bạn là diệt trừ các loại khối u, u nang, u xơ, hay là nó giúp cho các bạn điều hòa cái nội tiết tố. Đấy, khi mà cái nội tiết của mình nó bị mất cân bằng, ví dụ như là nó quá là nhiều hoặc là quá là ít thì nó cũng gây ra cái vấn đề về u đúng không? U nang, u xơ chẳng hạn. Thì cái này nó sẽ giúp cho bạn điều hòa. Ví dụ bạn nào đang bị kinh nguyệt thất thường này, đau bụng kinh hay là sinh lý nó kém thì nó cũng sẽ giúp cho bạn cân bằng luôn. Khi mà nội tiết được cân bằng rồi thì nó sẽ giúp cho bạn là tăng vòng 1, săn chắc vòng 1 rất là tốt nha mọi người. Đó nên là mọi người phải lưu ý giúp cho mình nhá. Kẹo mầm sâm tú nữ này thì các bạn thấy là bình thường ấy, một hộp của nó ấy, thì các bạn hỏi mình là chị ơi cái sản phẩm này nó là bao nhiêu viên? Thì sản phẩm này bao nhiêu viên thì mình không có bao giờ mình đếm cả, mà nó là 150 gram. Đấy, một liệu trình là các bạn sẽ dùng cho mình là 5 hộp và đa số để mà ok rồi. Thì khách hàng của mình sẽ dùng tầm độ 15 hộp nha mọi người. Đó, trung bình tầm độ 10 cho đến 15 hộp, đó là mức độ trung bình để mà các bạn ok. Đấy, bỏ một số tiền ra mình thấy là rất là vừa phải thôi. Thì các bạn thấy là để mà có một cái vòng ngực săn chắc rồi, có rất là nhiều bạn tăng rất là tốt, đặc biệt là những bạn mà đang độ tuổi dậy thì hoặc những bạn chưa chồng chưa con, nội tiết nó đang còn rất là tốt thì các bạn sử dụng rất là tốt nha mọi người. Kem mầm sâm tú nữ này thì các bạn thấy là đối với mẫu cũ trước kia thì các bạn cũng đã biết rồi, đây đây là cái mẫu cũ đây. Mẫu cũ này thì thứ nhất là cái thành phần của nó thì các bạn sẽ thấy là nó không có bằng so với mẫu mới. Đấy, mầm đậu nành, mầm lúa mạch, mật mía, sâm tú nữ, collagen tiết 1, cao trinh nữ, cao nhân sâm. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó thiếu đi cái sản phẩm đó là yến mạch Úc là một này, vitamin E này. Đó, các bạn sẽ thấy là vitamin E nó có tác dụng đẹp da cho bạn luôn. Đấy, trong cái sản phẩm mẫu mới này thì nó giúp cho bạn đàn hồi da tốt này, nội tiết tốt, da dẻ đẹp hơn. Đó, nó có thêm thành phần như vậy. Thế là giá nó nhỉnh hơn một tí nha mọi người. Ví dụ như trước kia thì nó là 180.000 lẻ, thì bây giờ nó là 190.000. Tất nhiên là khi mà các bạn mua cả liệu trình như thế này, các bạn sẽ được giá là 500.000 một liệu trình mẫu mới như thế này nha mọi người. Đó, sản phẩm này thì bình thường thì các bạn thấy là mua sản phẩm thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là chị ơi sản phẩm chuẩn là mua ở đâu và sản phẩm phân biệt như thế nào. Thì đối với sản phẩm mầm này hiện tại thì mình cũng chưa có hàng nhái để mà mình phân biệt cho bạn, nhưng mà các bạn có thể check mã vạch giúp cho mình nhá. Và hiện nay thì cái sản phẩm mẫu mới này thì nó cũng mới vừa ra thôi, cũng chưa có mẫu 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 nhái đâu ạ. Với lại là cái sản phẩm nào mà nó đắt tiền ấy thì thường thường là nó sẽ ra cái mẫu nhái nhanh hơn, còn những cái sản phẩm mà giá vừa phải cũng không có đắt đắt đâu thì cái mẫu nhái nó ít theo hơn nha mọi người. Đó, thì đó là những cái giải đáp của mình về cái sản phẩm kẹo mầm sâm tú nữ. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng nhé.
Để mà tăng size tốt nhất thì đối với những bạn mà đang bị nhão, bị sệ thì các bạn có thể kết hợp thêm với một số các loại kem massage để nó giúp cho bạn hỗ trợ từ bên ngoài săn chắc nhanh hơn và đỡ bị chảy sệ nha mọi người. Đó, và đối với những bạn mà khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ dùng ngày 2 lần, và bạn nào muốn tăng cân thì chúng ta sẽ dùng sau ăn, và bạn nào muốn giảm cân thì chúng ta sẽ dùng trước ăn nhé. Và mỗi lần thì chúng ta sẽ dùng khoảng 8 viên, 8 viên vào buổi sáng, sau khi mà các bạn là ăn, trước khi ăn sáng đi, mình hướng dẫn trước khi ăn sáng đi. Những bạn giảm muốn không tăng cân ấy mà muốn giảm cân ấy là dùng trước hay ăn sáng, thì các bạn cứ trước ăn sáng cho mình là các bạn tầm 30 phút trước ăn sáng, bạn dùng cho mình 8 viên, sau đó các bạn uống một cốc nước nóng. À, một cốc nước nóng nha mọi người, một cốc nước nóng hoặc một cốc sữa nóng hoặc một cốc bột tăng vòng một cho các bạn chẳng hạn, nhưng mà nó là nước ấm nước nóng nha mọi người, thì nó giúp cho các cái mô nó kích thích ra đấy, các cái dây nó kích thích ra để nó giãn nở ra để nó tăng size tốt hơn đấy. Tiếp theo là buổi tối trước khi đi ngủ các bạn sẽ dùng cho mình 8 viên tiếp theo nha mọi người. Đó, thì các bạn cứ dùng ngày 2 lần cho mình, kiên trì đều đặn. Bạn nào nếu mà muốn nhanh hơn các bạn có thể sử dụng cho mình ngày 3 lần đó. Thì đó là cái cách hướng dẫn của mình cho các bạn. Còn nếu như các bạn đang còn thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328 298. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn nhé. Ok, xin chào cả nhà.